Tổ chức Ân xá Quốc tế lộ rõ bàn tay đen hậu thuẫn cho những kẻ xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam. Mỗi khi có cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam, lại y như rằng Ân xá Quốc tế lại có tiếng nói bao biện, thể hiện rõ sự hậu thuẫn cho những hành vi đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội đăng tải thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh về hành vi theo điều 117 Bộ luật hình sự làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước. Vào chiều ngày 7 tháng 4 thì ngay lập tức tổ chức ân xá quốc tế chẳng cần biết thực hư ra sao, vội vàng lên tiếng như một điệp khúc quen thuộc mỗi khi cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố bắt tạm giam một đối tượng nào đó có liên quan đến các tội danh được quy định trong chương các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân hoặc tội gây dối trật tự công cộng điều này đã nói lên rằng tổ chức ân xá quốc tế không chỉ là cái máy phát tin mà còn là tổ chức đứng sau hậu thuẫn dung túng bao che bỡ đỡ cho những hành vi chống phá việt nam hành động loan tải thông báo với điệp khúc, lên án vụ bắt giữ và yêu cầu Việt Nam thả một cách vô điều kiện. Và lý do mà tổ chức này viện dẫn là nhà bắt đồng chính kiến như là một công thức chung, một mẫu câu mà tổ chức ân xá quốc tế cũng như một số tổ chức phi chính phủ khác thiếu thiện trí, chống phá vẫn sử dụng một cách quen thuộc. Như việc bắt giữ đối tượng Trần Quốc Khánh bị khởi tố bắt tạm giam ngày 10 tháng 3, đối tượng Lê Trọng Hùng vừa qua khởi tố bắt tạm giam ngày 27 tháng 3, và mới đây là Nguyễn Thúy Hạnh khởi tố bắt tạm giam chiều mùng 7 tháng 4 thì ngay lập tức mẫu câu trên đã được tổ chức ân xá quốc tế sử dụng vào ngày mùng 8 tháng 4. Điều này cho thấy tổ chức ân xá quốc tế đã không cần thời gian xem xét xem đối tượng mà họ đứng ra bảo vệ là ai, cứ như là đối tượng này là người quen của tổ chức này, quả thật nếu không quen thân thì sao họ lại hiểu đến vậy và chỉ cần có thông tin bị bắt giữ là ngay lập tức mẫu câu trên được phát đi một điều khôi hài ở chỗ tổ chức ân xá quốc tế cố tình mượn danh tổ chức có tính chất quốc tế để viện dẫn bao che bảo vệ cho những hành vi của những đối tượng chống lại lợi ích của dân tộc việt nam của nhân dân việt nam và của quốc gia việt nam mà không thấy lên tiếng bảo vệ cho những cá nhân bị cơ quan điều tra việt nam khởi tố bắt giam như hành vi buôn ma túy hành vi giết người cấp của hiếp dâm phải chăng tổ chức ân xá quốc tế là tổ chức của những đối tượng chuyên có hành vi chống lại dân tộc việt nam chỉ cần nhìn vào động thái bảo vệ ngay lập tức của tổ chức Ân xá Quốc tế là chúng ta có thể hiểu rằng họ là của nhau, họ bảo vệ cho nhau và bao che, bao biện cho nhau. Nguyễn Thúy Hạnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước thì ngay lập tức đối tượng này được tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng bảo vệ và tiếp ngay sau hành động này, chắc chắn sẽ còn các tổ chức mang danh nhân quyền khác lên tiếng. Cũng giống như bảo vệ các đối tượng khác có cùng hành vi chống phá nhà nước nhân dân Việt Nam tổ chức ăn xá quốc tế vẫn sử dụng những thuật ngữ tự phong danh xưng để biện hộ cho hành vi phạm tội như nhà bất đồng chính kiến, nhà đấu tranh dân chủ, dân oan, nhà báo độc lập, nhà báo tự do. Đồng hành cùng với dạng thông báo của ăn xá quốc tế thì các trang thông tin chống phá, trang thông tin thiếu thiện trí ngay lập tức loan tải như một dây chuyền tất yếu của một quy trình. Hiện tại, trang tin RFA vẫn là trang hăm hở nhất trong số các trang truyền thông thiếu thiện trí. Đối với những thông tin chống lại nhân dân Việt Nam, các trang như VOA, BBC, nếu trước đây cũng hâm hở như RFA, nay đã tự nhận thấy nhàm nên không đưa tin theo kiểu tổ chức, lên tiếng. Phải chăng các trang tin này đã nhận ra cái khôi hài và lố bịch trong một công thức đưa tin? Từ cách thông báo của ân xá quốc tế đến cách đưa tin của RFA đã không chỉ làm cho người dân Việt Nam nhàm chán, mà còn nhận thấy rõ về sự hậu thuẫn đứng sau bỡ đỡ cho những đối tượng chống phá lại cuộc sống của người dân Việt Nam. Nguyễn Thúy Hạnh, cũng như những đối tượng khác có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam, bị cơ quan an ninh điều tra công an Việt Nam tiến hành khởi tố bắt tạm giam khám xét, hoàn toàn theo đúng quy trình tố tụng khách quan được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Bộ Luật Hình Sự Việt Nam năm 2015. Đó chính là điều không chỉ hợp pháp mà có nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Việt Nam, dư luận quốc tế. Tổ chức ân xá quốc tế không những không xem xét thấu đáo đối tượng, hành vi của Nguyễn Thúy Hạnh cũng như hoạt động tố tụng của cơ quan tố tụng Việt Nam mà vội vàng lên tiếng vô lối như vậy chỉ càng làm cho người dân Việt Nam dư luận quốc tế hiểu rõ hơn về bản chất đen tối của tổ chức này. Một lần nữa, người dân Việt Nam lên tiếng về hành vi can thiệp vô lối, bất hợp pháp và hoạt động tố tụng hợp pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam. Hành vi này không những vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế mà còn đáng bị lên án bởi người dân Việt Nam và dư luận quốc tế. Người dân Việt Nam mong muốn dư luận quốc tế cùng đồng hành cùng người dân việt nam lên án những hành động gây cản trở hoạt động tố tụng hợp pháp do cơ quan tố tụng việt nam tiến hành để những hành vi vô lối này cũng như những hành vi chống lại nhân dân việt nam sẽ không còn đắt để tái diễn